Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Kỷ Mão, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ. Về ngũ hành niên mệnh thành đầu thổ, ngày Kỷ Mão tức chi khắc can, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm thành đầu thổ, Kỷ Tuổi, Quý Dậu, Ất Dậu, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Mão lục hợp với Tuất, tam hợp với Mùi và Hợi thành mộc cục, xung với Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt thân. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Tân Dậu, Ất Dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Và các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây, sao Nguyệt Ân, tốt mọi việc, sao Âm Đức, tốt mọi việc, sao Phổ Hộ, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi, xuất hành, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thiên Ân, tốt mọi việc, sao Thiên Thủy, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nhân Cách, xấu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao Phi Ma Sát, hay còn gọi là sao Tai Sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao Huyền Vũ, kỵ về an táng, sao Sát Chủ, xấu mọi việc, sao Lọ Ban Sát, kỵ về khởi công, động thổ. Và đặc biệt, ngày 31 tháng 5 năm 2021, tức là ngày 20 tháng 4 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Sát Chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy, không nên làm các công việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào trong ngày hôm nay. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Đông Bắc và tài thần, hướng Chính Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ hai này, đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên với bạn đang có điểm báo, có sự vô lễ, nhắc nhở bạn tuổi Tý nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình, nếu không bạn sẽ vô tình phạm phải lỗi với người lớn nữa đấy. Nhất là đối với những câu nói bông đùa, chỉ nên nói với những người ngang hàng mà thôi bạn tuổi Tý nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Tý trở nên sáng tạo hơn, và trước khi chỉ ra bất cứ vấn đề nào trong ngày hôm nay, bạn hãy nghĩ đến những giải pháp tiềm năng, bạn có thể trở thành một nhân vật quan trọng
nếu như bạn tránh được việc chỉ trích, soi mói, đánh giá người khác nữa đấy. Ngày này với bạn tuổi Tý á, cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh sẽ hỗ trợ cho bản mệnh có được góc nhìn về một người khác. Từ đó, bạn trở thành một người thấu hiểu hơn, biết cách giữ cái mối quan hệ hài hòa hơn, hạn chế được việc đánh giá vấn đề quá chủ quan. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, bạn đang trở nên quá mức tự tin vào bản thân mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, hãy tìm hiểu gốc rễ của vấn đề của mình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, vượt qua khó khăn ở hiện tại, bạn sẽ trưởng thành hơn. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, cân nhắc hơn trong cách lựa chọn để diễn đạt. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, có thêm sự mới mẻ thú vị thu hút của bạn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 9, số 34, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ hai này đang gặp được ngày có thiên tài hỗ trợ, đặc biệt là đối với những vị lĩnh vực làm ăn kinh doanh buôn bán, thêm phần được hanh thông, cái nguồn thu lúc này với bạn đã đổ về hơn rất nhiều, thậm chí có người làm công ăn lương, may mắn còn nhận được thưởng trong cái thời gian này nữa. Và với bạn tuổi Sửu, nếu muốn xem xét đối tác làm ăn thì lúc này cũng được xem là thời điểm phù hợp cho bạn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, cái điều này cho thấy về chuyện tình cảm của bạn lại đang có nhiều dấu hiệu không được tốt. Có thể với những trận cãi vã đã đẩy hai người ra xa nhau, tình cảm rạn nứt và có thể sẽ lạnh nhạt, thậm chí hai người đang tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện nữa. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, ngày này là ngày sát chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ. Vì vậy với bạn tuổi Sửu, không nên tiến hành những công việc trọng đại trong ngày hôm nay, như thế là khai trương, xuất hành, động thổ, xây cất về nhà cửa. Và nếu như có công việc bắt buộc phải đi xa thì với bạn tuổi Sửu nên chọn những hướng tốt và giờ hoàng đạo. Hướng tốt bao gồm hỷ thần hướng đông bắc và tài thần hướng chính nam để hạn chế sự rủi ro, tăng thêm sự may mắn cho mình. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, tại sao bạn lại cho người khác quyền lựa chọn khi họ đã sai? Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, những lý lẽ mang tính ngụy biện của bạn không được ghi nhận. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, bạn không nên quá giới hạn bản thân mình trong một khuôn khổ. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, bỏ qua những lời đánh giá chủ quan về bạn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, hãy kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 9, số 20, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có tam hội hỗ trợ cho bạn, cho nên với bạn cụ tuổi Dần có thể đắm chìm vào những tư tưởng thú vị nhất là trong đời sống. Và nếu như bạn muốn mọi thứ diễn ra như thế nào thì hãy thử bắt đầu bằng việc mơ ước, tham vọng xem sao. Bạn đã có mục tiêu của mình thì chắc chắn bạn sẽ biết làm thế nào để thực hiện được nó. Ngày này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Dần
Đừng có giấu đi những điểm yếu của bản thân mình. Bạn hãy tự hào vì những khuyết điểm ấy và cho cả thế giới thấy rằng bạn đang nỗ lực để chuyển mình theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhờ thế, bạn mới có thể có được cái nhìn tích cực hơn trong đời sống. Ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo, bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy cần quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa không nên dành quá nhiều thời gian để tụ tập. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ suy nghĩ cố chấp, không nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc không được lòng tập thể, hãy sửa đổi tính xấu của mình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim nên chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 9, số 11, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi chỉ ra rằng những người xung quanh bạn đang có những cách hành xử một cách lạ lùng, khiến cho bạn cảm thấy khó hiểu khi trong ngày đang có sự xuất hiện của tỷ kim chiếu mệnh. Tuy nhiên, thực tế thì trong mắt của đối phương bạn cũng như vậy đấy. Thế nên bạn tuổi Mão hãy học cách suy nghĩ tích cực về người khác nếu như bạn cũng muốn họ đối xử tốt với mình như vậy. Ngày này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, cái điều này cũng sẽ không tốt cho sức khỏe hiện tại của bạn. Có thể vì muốn giảm cân cho nên bạn đã cắt giảm những bữa ăn của mình. Thực tế, việc này không hiệu quả mà lại còn cho bạn yếu ớt hơn nữa. Hãy ăn uống khoa học và đúng cách sẽ giúp cho bạn trở nên khỏe mạnh, săn chắc hơn trước. Ngày này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cũng cho thấy với bạn tuổi Mão, trong ngày hôm nay tốt cho mọi việc, nhất là các vụ việc về khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao, đào giếng, khai mương rạch, các vụ việc làm thủy lợi, khai trương, dọn cỏ, phá đất. Vì vậy với bạn tuổi Mão, hãy sắp xếp thời gian công việc để tiến hành sao cho được hiệu quả. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, đừng cố nắm giữ những quan điểm sai lầm. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, đừng cố phân tích cho người không hiểu chuyện. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, tránh việc đối đầu với tiểu nhân. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, sự trì trệ sẽ khiến cho bạn không chạm được tới cơ hội mới. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, hãy lựa chọn nơi mang tới cho bạn sự bình yên. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 9, số 10, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Mão Thìn tương hại. Cái điều này nhắc nhở cho bạn tuổi Thìn phải quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt, nó sẽ gây ảnh hưởng lớn tới vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Thìn cũng không được tốt cho những quyết định của bạn, cho nên bạn cần phải cân nhắc thật kỹ, không nên vội vàng chút nào. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có chính tài hỗ trợ cho bạn, có thể ăn nên làm ra. Nếu như bạn muốn bắt tay vào việc gì thì hãy thực sự hành động ngay đi. Bạn đừng có mong rằng mình làm gì cũng đúng ngay, cơ hội đang có, hãy thực hiện, nếu sai
thì cố gắng sửa chữa, làm lại với quyết tâm cao hơn. Và với bạn tuổi Thìn, bạn cũng cần phải chú tâm vào công việc của mình cho thật tốt. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khắc với mộc. Cái điều này sẽ không tốt cho việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Sẽ có những buổi hẹn hò bạn cảm thấy vui vẻ, nhưng đó có thể chỉ là cảm giác nhất thời với bạn mà thôi. Bạn trở nên mơ mộng quá xa xôi vào lúc này. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, công việc gặp phải nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, dễ gây mất lòng cấp trên và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, không nên đưa ra những quyết định về đầu tư. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, chú ý quản lý về tài sản, tránh bị thất thoát. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, hãy chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 8, số 11, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tỵ chiều chuộng bản thân mình một chút là tốt, nhưng quá mức lại không hay ho chút nào khi trong ngày đang có sự xuất hiện của thương quan ngăn trở bạn. Và hôm nay với bạn tuổi Tỵ, bạn phải đưa mình vào kỷ luật, phải nghiêm túc với chính bản thân mình. Nếu như bạn muốn có được những thành quả tốt nhất trong công việc, cuộc sống về tương lai của mình sau này. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tương sinh, sẽ hỗ trợ cho bạn cải thiện được tình hình sức khỏe hiện tại. Bạn đã quan tâm hơn, dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện và cải thiện chế độ ăn uống của mình. Và thời gian này có người còn có được thân hình như mình mong muốn nữa. Xem tử vi ngày thứ hai này cũng cho thấy thiêu hải thượng lãn ông, hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2021, tức là ngày 20 tháng 4 âm lịch. Nhân thần ở phía trong thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân và mu bàn chân. Vì vậy với bạn tuổi Tỵ không nên mổ xỉa, châm chích, va chạm vào vị trí này ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, hãy tập trung vào nhiệm vụ hiện tại của mình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, không nhận được sự ủng hộ của mọi người, hãy nhìn lại bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, nên mở rộng các mối quan hệ xã giao, học cách làm việc nhóm. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, trao đổi để đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề cho tốt nhất. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, vướng phải mâu thuẫn hoặc là tranh chấp với đồng nghiệp. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 18, số 50, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cái điều này sẽ ảnh hưởng không tốt cho những dự định của bạn trong lúc này, nhất là những việc quan trọng bạn tuổi Ngọ nên để tới dịp khác khi bạn có đầy đủ những thông tin, góc nhìn được mở rộng hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ, cho nên với bạn tuổi Ngọ, hãy dùng sự tử tế, sự cảm thông là vũ khí sắc bén để xây dựng các mối quan hệ, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn trong ngày hôm nay. Tình bạn chỉ tốt đẹp khi được xây dựng trên những nền tảng chân thành, tử tế mà thôi, hẳn bạn cũng biết điều đó nữa rồi.
Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, và đây là dịp tốt để cho bạn có khởi đầu mới cho việc cải thiện về tình hình sức khỏe của bản thân mình. Hãy thực hiện những việc như là chạy bộ, tới phòng gym hay là tham gia lớp tập yoga mà bạn đã có dự định từ trước nhưng cô chưa có được cơ hội để thực hiện nó. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, có tiểu nhân ngấm ngầm gây hại, hãy cẩn trọng. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, không nên đưa ra những quyết định nóng vội. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, có lời ăn uống hoặc là được ăn ngon miệng. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, vợ chồng quan tâm và thường xuyên tâm sự với nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, dễ làm mất lòng người khác vì không chú ý cách ăn nói. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 18, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021, xem vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi ạ, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mùi đang có những cảm xúc lãng mạn, chính là linh hồn trong ngày hôm nay của bạn khi bạn đang gặp được ngày có tam hợp phù trợ. Bạn tuổi Mùi có thể khám phá chính những điều thú vị trong tâm hồn mình cũng như những người mà bạn yêu thương. Và bạn cũng đừng quên rằng có rất nhiều cách khác nhau, có những ngôn ngữ khác nhau để biểu đạt cảm xúc của mình nữa đó. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi ạ, cũng đang gặp được ngày có thiên tài độ mệnh, cho nên với bạn tuổi Mùi, bạn nên thực hiện các kế hoạch liên quan tới tiền bạc, thậm chí đó là khởi động một dự án về đầu tư mà bạn tìm hiểu đã lâu và cảm thấy an tâm khi để tiền của mình vào đó. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên tham lam mà vay mượn quá nhiều, chỉ nên sử dụng số tiền mà bạn có khả năng chi trả và xoay vòng mà thôi. Ngày này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thổ với mộc xung khắc nhau, cái điều này cho thấy sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu bị giảm sút, không được nghỉ ngơi đủ, cho nên bạn thường xuyên cảm thấy đau đầu, buồn ngủ và mệt mỏi. Lúc này bạn nên đi ngủ sớm để nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe cho mình. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, nhớ tìm nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, tình cảm được cải thiện rõ ràng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, đừng để cho sự sợ hãi lấn át tâm trí của bạn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hãy tin vào người đang hướng dẫn bạn đi. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, tự tin thái quá, không nghe theo sự góp ý của bất cứ ai. Phải đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 47, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân á, xem tử vi cho thấy nhờ chính quan tương trợ cho nên dường như với bạn tuổi Thân chẳng gì có thể qua nổi được mắt của bạn trong ngày hôm nay, kể cả các chi tiết nhỏ nhặt nhất, vụn vặt nhất đi chăng nữa. Dường như đây là một ngày mà bạn tuổi Thân trở nên vô cùng nhạy biến, thông suốt với công việc, thế nên kết quả mà bạn đạt được sẽ rất tốt. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, có những rắc rối liên quan tới mối quan hệ của bạn với nửa kia của mình. Bạn đừng có vội nghe lời khuyên của người ngoài, vì họ không có góc nhìn đúng, họ chỉ đang mang quan điểm cá nhân của họ áp lên bạn mà thôi.
Và xem tử vi cũng cho thấy ngày hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2021, tức là ngày 20 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này bản mệnh cần phải lưu ý không nên trị bệnh ở hầu bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, tình hình công việc mọi lúc càng được cải thiện tốt hơn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, đừng có nhận định vội vàng qua một sự việc nào đó. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, hãy học cách nghỉ ngơi và ăn uống đúng cách. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, hãy tỉnh táo trong lựa chọn, cân nhắc trước khi quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, cố gắng hơn nữa dù phải đối diện với nghịch cảnh đi chăng nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 60, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, và đây là điểm báo không tốt cho việc giao tiếp của bạn trong ngày hôm nay. Có thể vì chút hiểu lầm hoặc là đơn giản là ý kiến không đồng nhất với góc độ nhìn khác nhau mà nảy sinh ra sự tranh cãi. Và khi việc đúng sai chưa rõ ràng thì với bạn tuổi Dậu nói nhiều cũng vô ích mà thôi. Và trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với mọi giao dịch của bạn trong ngày hôm nay phải được tiến hành với thái độ tập trung cao độ thay vì sự sao nhãng, thiếu đi sự nỗ lực như bây giờ. Kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào những sự đầu tư và thái độ nghiêm túc của bạn trong công việc nữa đấy. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc, nhắc nhở bản mệnh tuổi Dậu nên tránh xa các quyết định liên quan tới vấn đề về tiền bạc, nhất là lúc này không nên cho vay mượn về tiền bạc, chắc chắn sẽ khó lấy lại được, bạn sẽ phải hối hận vì cho ai đó vay tiền vào lúc này. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, tính cách của bạn khiến cho mọi người khó hiểu. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, đừng trách mắng người không cùng quan điểm với bạn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy tự tin trong các quyết định của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, đừng quá để ý tới lời nhận xét của người khác. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, hãy chăm chỉ làm việc, bạn sẽ dễ thành công. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 8, số 21, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành lục hợp, giúp cho những mối quan hệ của bạn tuổi Tuất với mọi người trở nên hài hòa, vui vẻ hơn hẳn. Lúc này khá phù hợp để cho bạn tụ tập, ăn uống, gặp gỡ bạn bè để hàn gắn tình cảm với mọi người. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, ngày này nhờ có chính tài nâng đỡ cho nên con đường tài lộc của bạn có được sự khởi sắc. Có người vừa nhận lương cho nên tiền bạc được rủng rỉnh, bạn có thể mua sắm những món đồ mà bạn mong muốn bấy lâu nay. Bạn sẽ có cơ hội mở rộng việc kinh doanh, đầu tư trong thời điểm này nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, cũng đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Cái điều này cho thấy về vấn đề sức khỏe của bản mệnh lại không được tốt cho lắm.
Có thể vì bạn căng thẳng kéo dài cho nên bạn thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ, không được tỉnh táo. Vì vậy, với bạn tuổi Tuất cần phải cố gắng đảm bảo cho giấc ngủ của mình mỗi tối được tốt hơn. Có như vậy thì sức khỏe của bạn mới được cải thiện. Vài tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa có người mang tới cho bạn gợi ý hợp lý. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, những lời động viên của người khác giúp cho bạn tự tin hơn. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, có một số rắc rối bạn tự vướng vào. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, tình cảm của bạn ngày càng đi lên. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, chú ý về sức khỏe của bản thân, sinh hoạt điều độ. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 71, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 31 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có tam hội xuất hiện. Cái điều này sẽ khuyến khích bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao với mình, tìm hiểu những đối tượng mới, gia tăng các cuộc hẹn hò. Những cặp đôi có được cơ hội cao để hàn gắn lại tình cảm đã sứt mẻ bấy lâu nay. Có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng lúc này sẽ giúp cho hai người thấu hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi gia tăng được vị thế của mình. Ai đó nói với bạn rằng họa đang thay đổi, nhưng hình như bạn không tin họa cho lắm. Tại sao bạn không thử nhẫn nại với họa một chút? Có thể những thay đổi ấy chưa lập tức được thể hiện rõ ràng thì sao? Bạn cần phải bình tĩnh chờ đợi xem sao bạn tuổi Hợi nhé. Và ngày này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bạn về tình hình tài chính hiện tại. Bản mệnh có thể được họa giúp sức cải thiện những vấn đề mà bạn đang vướng phải, thậm chí có người còn được tin mình thừa kế về tài sản nữa. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, đừng tỏa ra quá ích kỷ với bản thân mình như thế. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, sự mộng mơ của bạn trong ngày hôm nay xem ra lại có lợi thế. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có thông tin mới mang lại sự gắn kết tình cảm giữa hai người. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, chú ý tìm cách làm mới tình yêu giữa hai người. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, hãy lên kế hoạch đi du lịch hè cùng người ấy đi nhé. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 8, số 36, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.